Trời trời trời, ôi, cái cửa phá được đá luôn các bạn. What the hell, cái cửa gì mà ghê vậy? What the... Wow. Quay, nếu mà mình thử cái cục bếp đốt thì sẽ như thế nào đây? Rồi, chuẩn bị nè, 1, 2, 3. Ở đâu có trẻ trâu, ở đấy có siêu nhân. Ở má gì ngụt chọp, Henshin. Yo, hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh các bạn ơi. Và mình là Vinh đây. Yeah. Và ôi quá quá the hell, sao mình đi đâu mấy con này nó ôi cái gì nó hút theo mình vậy? Rồi các bạn ơi, chơi nè. Rồi mấy bọn này nó hút mình nè. Ủa the hell. Quá là dữ luôn. Giờ và ngày hôm nay là mình sẽ làm, nếu những cái thứ này được thêm vào trong Minecraft thì nó sẽ bá đạo vật cực kỳ là bựa như thế nào nha các bạn. Yo, và trước khi mà bắt đầu đó, các bạn đừng quên để làm video này một like và một đăng ký kênh cho Vinh nha các bạn. Đấy, và hiện tại là kênh của mình cũng gần 900.000 người đăng ký rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Let's go. Boom. Ok, đến với cái thứ đầu tiên, nếu mà được thêm vào trong Minecraft thì nó sẽ bá đạo và cực kỳ là chất như thế nào nha các bạn. Đấy, đây chính là các bạn thấy là một cái hộp gì đó đúng không? Đấy, một cái hộp này, và ở đây là mình đang cầm trên tay một cái nút đá nữa nè. Đấy, cái này cũng rất là quan trọng đó nha, nút đá. Rồi, đấy, rồi giờ mình sẽ đặt xuống cho các bạn coi nè. Ta-da. Thì các bạn sẽ thấy là xung quanh nè, xung quanh nó sẽ xuất hiện những cái gì mà trắng trắng gì đốm đốm đó đúng không? Đó. Và hiện giờ là các bạn chưa biết là mình sẽ làm gì đúng không? Đấy, giờ mình sẽ bỏ nút này lên đây nè. Đó, rồi chuẩn bị nha. 1 2 3 let's go. Wow! Một phát một là có nhà liền nha các bạn. Đấy, nhưng mà các bạn ơi, có một cái tính năng rất là đặc biệt ở cái hộp này. Đấy, cái nhà này kiểu giống như là mình sẽ nói cho các bạn biết là tại sao cái nhà này gọi là cái nhà di động nha. Đấy, căn nhà di động thì bởi vì á, nếu mà mình á, nếu mà mình đạp cái cục này nè, đó, thì cái nhà nó sẽ biến mất luôn. Ấy, giờ nếu mà các bạn muốn đi đâu á thì các bạn có thể xách cái hộp này theo. Đó, kiểu giống như là một cái căn nhà di động luôn ấy. Đó. Ủa nhưng mà sau khi mà mình ấn cái nút xong các bạn là mình mất tiêu cái nút luôn á. Cái nút đâu rồi ta? Đâu vậy, cái nút đá này nè, mình sẽ lấy thật là nhiều nút đá luôn. Nè. Giờ nha. Giờ đây nè, mình có thể di chuyển đến mọi nơi đâu mà mình muốn nè. Đấy, ví dụ mình xuống xuống hang luôn đi. Đấy, mình xuống hang mình mở cái căn nhà của mình lên luôn nè. Nè. À. Đấy. Đó. Đấy, bất kể là các bạn đi đâu á thì các bạn cũng có thể có nhà để mà các bạn có thể ở luôn. Đó. Ôi, ở đây là ruộng nó bị lỗi một xíu nào bạn, hình như là xuống hang hình như nó bị cái ruộng nó bị sạt lở rồi, nhưng mà không sao. Cà rốt thì cũng có vài củ thì chúng ta có thể ăn được này, có thức ăn đầy đủ này nha. Ồ khoan, để mình tham quan kỹ càng ở trong cái phòng trên này. Ồ, phòng trên này cũng khá. Ồ, có cả giáp. Giáp nha, thù rai luôn nè anh em. Wow. Ôi, có mọi thứ luôn á, nước rồi. Wow, có cái pha thuốc nữa nè. Xịn liền luôn á. Wow, công nhận là cái nhà đẹp thiệt luôn. Wow, giờ mình sẽ đặt đi. À. Wow ơi, nếu mà mình đặt nhà thì các bạn thấy nguyên một cái lỗ trống như vậy không? Đấy, các bạn có thấy cái nhà di động này hơi bị xịn không? Đấy. Rồi nhá. Rồi, giờ này là mình sẽ vô nhà của mấy con kẻ biện hộ nha bạn. Mình đang ở trong một cái biệt thự siêu to khổng lồ của mấy con bé kẻ biện hộ nè. Bọn này rất là độc ác luôn. Đấy, mình vô đây thì mình không biết là mình có gặp những cái bọn này hay không. Quá à, đây nè các bạn. Ồ, trời ba con luôn quá. Đây đây, mình sẽ dùng tuyệt chiêu căn nhà di động này để đối phó nha. Mình sẽ không cần dùng kiếm. À, đau. Ui, đau. Thôi. Rồi từ anh trai. Ui tôi xin lỗi, quất luôn. Để mình tạm thời mình quất con này cái nha bạn. Rồi, con này ghê quá. Để tạm thời mình quất nó cái đã. Rồi mình sẽ vô trong này nè. Ở trong này có hai con lận. Rồi, ủa, lộn. Rồi, bên đây nè. Đây rồi. Đây. Ấn nút nè. À, ui trời. Ủa, nhà của tao sao mày vô được cái gì ấy? Thích vậy đó.
chịu không chịu thì thôi. Đau tim mất các bạn ơi. Trời, ôi không ngờ là nó vô được á. Nếu mà nó đứng ở trong này nè, nó đứng gần cái khoảng cách này á, thì nó cũng có khả năng là nó chui vô được luôn á. Ê, tôi tưởng đâu, mình tưởng đâu là mình chỉ có hình mình là chui vô được các bạn. Rồi rồi, để mình thử lại coi. À khoan 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 khoan. Đây, mình sẽ thử lại coi. Này nha. Dạ nè. Ôi cái con này nó đánh từ xa các bạn ơi. Thôi. Ôi. Này. Ôi trời ơi rồi. À, nếu mà các bạn đứng cái khoảng cách xa thì các bạn vẫn có thể an toàn được. À. Mình nghĩ chắc là nhiều bạn đang thắc mắc là nếu mà chúng ta xuống cái lâu đài dưới biển á thì vẫn có thể an toàn được hay không. Thì bây giờ mình sẽ thử cho bạn coi luôn nha. Ví dụ mình dùng cái hộp hộp nhà di động này nè, mình sẽ chui vô cái dưới biển để coi mình có an toàn không nha. Đây đây đây, ví dụ mình xuống dưới đây nè. Đấy, mình gặp mấy cái bọn này. Ôi ơi, chui vô. Ôi không đặt được các bạn này. Ôi vẫn đặt được nha, vẫn đặt được. Nhưng mà nó ôi nước chạy vô nhà các bạn. Ôi con này. Ôi theo như là cái ý kiến này là theo mình thấy nó cũng không có ok lắm đâu các bạn ơi. Nếu mà các bạn đi xuống dưới đây á thì nó nếu mấy cái con này lại gần quá thì nó có thể giết được các bạn á. Wow, không ổn khi mà ở dưới nước không ổn nha. Ok, đến với cái thứ hai. Nếu mà được thêm vào thì nó sẽ cực kỳ là bá đạo và cực kỳ là bựa luôn nha các bạn. Đó, nè, cái đầu tiên nè. Thì các bạn thấy đây là một cái ngôi nhà của mấy bác dân làng đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn cái cửa này, nó cũng không có gì gọi là nói chung là nó không có vấn đề gì cả đúng không? Đó, nếu mà các bạn nhìn. Nhưng mà khi mình mở ra nha. Đây. Ủa? Mở lên. Ủa mình nhớ là bình thường là cái cửa nó mở ra thì nó sẽ nó nằm bên mé bên đây mà ta. Nó mở kiểu rất bình thường luôn, nhưng mà sao lại đạp cửa vậy bạn? Kiểu này giống như là cái kiểu đạp cửa vậy đó. Nè. Đấy. Thấy không? Kiểu như vô nhà dân làng vậy đó. Đấy. Bất lịch sự. Đập cái cửa luôn. Đấy, đập xuống luôn rồi bạn. Vậy chữa thì cái cửa ai thiết kế vậy? À, cái này kiểu như là mấy bác dân làng thích kiểu thiết kế mới các bạn. Rồi giờ mình sẽ thử vô cái căn nhà này coi. Trời ơi, ủa sao ông này vô không được các bạn ơi? Trời ơi, hình như là cái tay của ông này ông bị bó là hay sao các bạn? Ông mở cửa không có được. Đấy, nhưng mà sao không có đạp cửa đi, đạp cửa nè. Nè, bây giờ là muốn vô nhà phải không? Ông này là ông mình nghĩ là ông đang muốn vô nhà của bác trưởng làng nè. À. Ấy phải đạp cửa biết không? Giờ chúng ta không mở cửa bằng tay nữa, chúng ta phải đạp cửa. Này vô nhà nè. Trời đất ơi, ổng vô nhà không được hay sao á các bạn? Trời đất ơi, ông này ổng bị ngáo cái gì rồi? Nhà của ông mà ông không biết đường mở cửa nè, đạp đi. Nói chung là nãy giờ ổng vẫn chưa vô được đấy. Thôi kệ em đi. Ấy, trời đất ơi. Ôi ơi. Thì dạ, các bạn có muốn mình đập cửa nhà bác dân làng để mình nghiên cứu không nha các bạn? Này, mình sẽ đập cái cửa này để mình nghiên cứu coi nó có cái chức năng gì hay không. Mà tại sao mấy bác dân làng của chúng ta lại xây một cái cửa cực kỳ là bá đạo như vậy? Nè, đây cái cửa nha. Rồi sau đó mình sẽ để cái đây. Rồi, mình sẽ mở cửa. Ủa? Cửa gì mà mạnh dữ. Ồ, cái cửa này thứ dữ rồi. Hèn gì mới bắt dân làng thay cửa mới là đúng rồi đó các bạn ơi. Cái cửa này hình như là cái cửa mấy triệu đô hay sao ấy. Cái cửa này hơi bị đắt tiền đấy. Rồi mình thử lại coi. Ồ, cái cửa gì mà ghê trời. Nè, nếu mà có một cái vật gì đó đằng sau giống như là một cái bờ lóc gì vậy nè. Đấy, nếu mà các bạn mở cửa nha. Đây, mở cửa nè. Trời thôi, thiệt sự luôn các bạn. Kiểu giống như là cái cửa này nó có cái sức kiểu giống như là sức đấm hay sao á. Trời, cái cửa này nó đấm cái cục cục đá này. Thì dạ, các bạn có muốn mình thử với cái cục bedrock không? Nếu mà các bạn muốn á thì các bạn nhớ ấn like video này nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ thử với cái cục bedrock nha. Đây rồi, bây giờ là mình đã chuẩn bị rất là nhiều đá nè luôn nè các bạn. Đó. Đây. Và đặc biệt nó rất là cứng luôn nha các bạn. Mình sẽ thử đập cho các bạn coi nè.
Đấy, mình sẽ đập thử cho các bạn coi cái cục này là cái cục đá nền thật sự nha. Đó, thấy chưa? Đấy, để mình thử một chút coi. Đó, thấy chưa các bạn? Đây là cái cục đá nền chính xác 100% nha anh em. Rồi, thì chúng ta sẽ thử với cái cửa siêu mạnh này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Cái nếu mà các bạn đã sẵn sàng thì các bạn nhớ ấn like video này chưa nè. Đó, và đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh nha. Rồi, à. Trời ơi, cái cửa này hơi bị dữ à. Trời đất ơi. Cửa này là cái cửa gì á các bạn? Cái cửa này có thể nghiền nát được mọi thứ hay sao luôn á? Ôi, đùa tôi hả? What? Ủa? À, khu vực nào có đá nền kiểu cái cửa lần sau là nó phá hết luôn. Xịn dữ. Ôi. Quá xịn luôn nữa các bạn, đây quá dữ, giờ ấn like nha. Trời ơi. À, nếu mà các bạn thấy cái cửa này quá là bá đạo luôn thì các bạn hãy bình luận là cửa bá đạo nha các bạn. Đó. Rồi rồi, đó là sức mạnh của cái cửa mà mấy bác dân làng gần đây đã xây lại nha các bạn. Công nhận là mấy bác dân làng giàu thiệt, mua cái cửa quá là chất lượng luôn, quá là đỉnh bá đạo luôn các bạn. Đấy. Ok, đến với cái thứ mà tiếp theo đây cực kỳ là bá đạo. Đây, nếu mà được thêm vào nha các bạn. Đây, cực kỳ là bữa và hài luôn. Đây, như các bạn thấy là quá là đẹp luôn đúng không? Trời ơi, à, cái gậy này nè các bạn thấy chưa? Wise, quá là xịn sò luôn. Nhìn mình thấy rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn, nếu mà các bạn để ý nha, các bạn thấy những cái con mắt của nó không? Đó, cái con mắt của nó chớp chớp kìa. À, mắt anh chớp chớp hay nháy. Ai. À, nhìn rất là chân thật luôn. Và cái gậy này có tên là gậy dịch chuyển nha các bạn. Gậy dịch chuyển Magic. Đây, rồi, mình sẽ thử dùng cái gậy này cho các bạn coi nè. À, thì chúng ta sẽ có khả năng là dịch chuyển giống như là cái con Enderman vậy đó. Đây, 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 đây. Nhưng mà dịch chuyển nếu mà các bạn ấn liên tiếp á thì các bạn sẽ dịch chuyển siêu nhanh luôn. Nè. Đây, chờ chờ chờ. Đây. Đó, ghê chưa? Kiểu như là các bạn sẽ đi nhanh hơn á. Này. Đó. Các bạn thấy không? Ồ trời ơi, đi quá là vận tốc luôn. Đi qua đây nè. Đấy, trời ơi. Ôi, nếu mà mình xuống nước đó các bạn. Ôi, nếu mà mình xuống nước thì chúng ta sẽ dịch chuyển nhanh hơn thì phải. À đúng rồi, ha không? Này hình như nó ngẫu nhiên các bạn, nó dịch chuyển kiểu ngẫu nhiên á. Ồ, nhưng mà dịch chuyển rất là nhanh luôn, kiểu chúng ta sẽ có thật chiêu của con Enderman luôn. Đấy, các bạn nhớ ấn like liền nha các bạn, quá là xịn luôn, cây gậy này quá là dữ. Đấy, mình sẽ thử solo với bọn này nha, mình sẽ dùng cái gậy Magic. Nè, đứa anh bắt được em, đứa anh bắt được em ơi, chịu không chịu thì thôi, chịu không chịu thì thôi. Gần không kịp thì chịu không chịu thì thôi. À, trời trời trời. Ôi, 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 ôi. Đây, mấy cưng làm sao mà có thể dịch chuyển nhanh bằng anh được. Ấy các bạn thấy sức mạnh siêu đỉnh khi mà chúng ta cầm cái gậy dịch chuyển Magic không? Wow, 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 wow. Đấy. Đưa anh đi, đưa em đi, đưa em đi. Rồi, thôi anh đi đây. Ghê không, ghê không? Rồi, ấn lại liền và đăng ký kênh cho Vinh nha các bạn. Vô vào video mình đến đây cũng là kết thúc sự có bạn này. Và nếu mà các bạn thích video này, đừng quên để lại video này một like và một đăng ký kênh. Và nếu mà bạn nào đã xem đến cái đoạn này của video rồi thì các bạn hãy bình luận là đã xem hết nha các bạn. Đấy. Rồi, bạn nhớ like và đăng ký kênh nha. Gọi chết queo luôn rồi. Phải thiệt. Rồi, bây giờ là hẹn các bạn trong các video sau và bye bye các bạn nha. Yeah. Up the boy from the boogie, don't know me that nigga, I'm being the prize. Puffin' the penny, I'm drinking a drum.